Vâng, xin kính chào toàn thể các bác yêu âm nhạc trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2022. Cao Hiền xin được tiếp tục trở lại với các bác với một video tiếp theo. Xả hàng cho các bác đây các bác ơi. Một trong những dòng micro sử dụng cho gia đình, sử dụng cho sự kiện đều rất là ok. Đấy, tiếng rất là hay. Đặc biệt thì dòng này nó có một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới, cũng như là các nước ở khu vực châu Á chúng ta. Đấy, và ngoài ra thì em Hiền sẽ có xả thêm cho các bác mấy bộ mic. Một là một bộ micro Sire. Đấy, một bộ micro Sire tay chân còn đẹp như mới này. Đầu bên trên các bác nhá. Và tiếp theo là một bộ micro với cái thương hiệu Showmax. Đấy, Showmax thì nó cũng chính là cái thương hiệu này mà em Hiền sẽ review và giới thiệu cho các bác. Đấy, đây các bác nhá, micro Showmax. Đó, SK268. Thì cái bộ này em chỉ xả cho anh em mấy trăm thôi. Đây, và một dòng micro với cái thương hiệu là KTV, tay tuyết nhung đỏ rất là đẹp. Hôm trước em cũng đã sử dụng làm quà tặng cho anh em thôi. Đó, cho nên là các bác theo dõi video này, cố gắng đừng tua qua video, hãy xem thật kỹ trước khi chúng ta quyết định mua một sản phẩm nào đó, đúng không? Nói về cái thương hiệu Showmax thì các bác biết rồi. Đây, là nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng, đến từ đất nước Mỹ, công nghệ Mỹ và tiêu chuẩn của Mỹ. Đấy, nhưng mà hiện nay thì dòng Showmax này được sản xuất lắp ráp tại thị trường Đài Loan và thị trường của Trung Quốc. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là chất lượng âm thanh nó như thế nào và nó ra sao thì các bác cứ theo dõi kỹ và các bác sẽ biết được dòng micro này. Chất lượng âm thanh của nó có đạt hay không và giá thành có ok hay không. Đây là một số đầu nữa, nó có một chữ Infer Audio. Nói về hãng Infer thì các bác biết rồi. Đấy, nó rất là nổi tiếng ở trên thế giới luôn. Và nó được mua bản quyền của hãng Showmax. Đó, và một số con thì người ta đã bóc cái logo nổi này đi. Bởi vì trong quá trình sử dụng trong tủ máy nó sinh nhiệt, thì một số logo nổi này nó bằng cao su. Đấy, thì nó dính vào đây thì nó rất là bẩn. Đấy, nó chảy nhựa ra nó rất là bẩn. Thì em Hiền đã cho anh em bóc ra để vệ sinh rồi. Bởi vì một số thì nó là cái logo nổi, một số là cái logo của bản quyền của phòng hát, người ta gắn cái tên của phòng hát vào đây. Đó thì các bác cũng không nên quan tâm là cái này của nó là có tên hay không nhá. Nhưng mà em sẽ nói đảm bảo luôn các bác là 100% hàng chính hãng. Đấy, và cái thương hiệu của nó chính là cái thương hiệu là Showmax. Còn cái hãng Infer này nó cũng là cái hãng mua bản quyền các bác nhá. Chứ mà cái micro này không phải là do hãng Infer là người ta sản xuất đâu, mà chính là cái hãng Showmax. Đấy, Showmax này nó sản xuất được các bác này. Đó, rồi và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua về cái màn hình. Trước mắt các bác thì ở trên cái đầu thu này thì nó có một cái bố cục cũng rất là gọn gàng thôi, cực kỳ đơn giản, bởi vì dòng micro với cái thương hiệu Infer Audio này thì nó có một cái mặt rất là đẹp, bởi vì mặt của nó là màu đen kết hợp với kính đen, và nó có một cái công tắc bật tắt nó nằm ở ngay ở bên phía phải. Đấy, và khi nào các bác bật lên thì nó sẽ có một cái đòn đèn hiệu màu đỏ nó nằm ở đây. Và đối với con này thì nó sử dụng hai chiếc màn hình LCD hai bên. Đấy, và kế bên cạnh bên phải thì nó sẽ có hai cụm phím. Một là cái cụm phím bên phải, hai cụm phím bên trái, và hai cụm phím này nó có cái chức năng. Đấy, để xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến tần số, trình độ nhạy và quét chế độ SENC. Đấy, và con này của nó thì thường thường nó sử dụng công nghệ ACT rồi. Và công nghệ ACT nó là một trong những công nghệ hiện tại bây giờ đang rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Đây các bác nhá, phần dòng này của nó là dòng hàng tháo phòng. Đấy, A18. Đây nó sẽ có một cái mắt thần ở trên này các bác nhá. Khi nào mà không may nó bị mất tần số thì các bác chỉ cần ấn vào cái nút quét IR này. Đấy, thì các bác quay cái tai mic vào đây. Trong vòng tầm khoảng từ 2-3 giây thì nó sẽ hiển thị lên cái sóng RF lên cao này. Còn sóng AF tức là cái sóng đón tần số. Đây, khi này em alo này, lô, lô, lô thì nó sẽ lên. Đó, khi nào là nó cái tần số này nó lên thì các bác nhìn thấy rồi là tay mic đã kết nối nhá. Rất là dễ thôi. Đó, và nhìn chung thì con này nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà là chất âm của nó thì cực kỳ là thoát, rất là nhẹ. Và một điểm đặc biệt nữa thì ngoài ra thì đối với con micro này thì nó có nguyên cả một cái bộ áo. Đó, thì nếu như mà em sắp xếp làm sao đủ để đưa cho các bác thì các bác lấy nhá. Còn cái nào hết áo thì các bác thông cảm. Đó, nó có nguyên một cái áo về để cho các bác đi làm show, làm sự kiện. Đấy, chúng ta có thể phải mặc vào thì tránh tình trạng là nó bị rơi, bị hỏng thì cũng rất là dễ luôn.
Đấy, một bộ áo tạo hình cho micro này luôn các bác nhá. Lắp micro khác thì không vừa, mà lắp micro này thì ok luôn. Đó, và lắp ra lắp vào này nó cũng hơi chặt một chút, thì các bác về ai thích lắp cái áo này vào thì em sẽ cho luôn cả cái áo luôn. Tất cả tay mic thì em Hiền cũng đã vệ sinh sạch sẽ. Đấy, sơn tuốt đầy đủ, bởi vì trong quá trình sử dụng thì nó va chạm, nó xước sát thì không thể tránh nổi bác ạ. Quan trọng nhất là tất cả côn của nó là đều là côn zin. Đấy, ruột gan còn zin. Và cái kính màn hình của nó thì thường thường nó sẽ hơi ố vàng một xíu, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Đây cho các bác xem này. Đây là một cái tai mic em Hiền đã bật sẵn, và ở phía giữa thì nó sẽ có một cái nút nguồn phát sáng như này. Đấy, và trong quá trình ấn thì một số cái nút nó có thể hơi chảy một chút, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng. Và ở khu vực phía giữa thì nó sẽ có một cái màn hình lò CD, nó hiển thị cả báo pin này các bác này. Hiển thị cả báo pin, hiển thị cả 6 số để cho các bác nhìn nhận làm sao để nó ok hơn. Và cái ruột gan nó làm rất là cơ cấu các bác nhá. Đấy, làm hai mảnh và nó ghép vào, nó có đều có cái ốc liên kết và nó có những cái khóa rất là chặt. Đấy, xung quanh thân thì một số con ốc này thì em Hiền vặn chưa hết, chủ yếu là vặn lấy mẫu cho các bác thôi. Và đặc biệt cái côn này của nó thì nó ra một cái chất âm rất nhẹ nhàng, phù hợp với mọi giọng hát. Và đặc biệt các bác đi làm show, làm sự kiện thì con này của nó đạt sóng lên đến tầm khoảng 100m, trên 100m ở không gian rộng. Và các bác sử dụng ở những cái không gian hẹp thì lên đến tầm khoảng từ 50 cho đến 80m là chuyện bình thường. Bởi vì dòng này thì cái chất âm cũng như là cái nội thất của nó thì nó rất giống gì là cạc luôn các bác ạ. Cực kỳ giống gì là cạc luôn. Và tất cả các tai mic thì em Hiền sẽ cho các bác thứ nhất là chống sốc này, thứ hai là chống lăn này. Đấy, đẹp như thế này các bác nhá. Tay chân thì đương nhiên là nó xước sát, em vệ sinh lại các bác nghe rõ giúp em Hiền. Đấy, kể cả từ dọn những cái thứ em đã vệ sinh. Và mỗi bộ mic em sẽ cho các bác một bộ tay áo như thế này đây. Đó, một bộ mic sẽ cho các bác một bộ tay áo để về các bác đi làm show, làm sự kiện cũng như là sử dụng trong gia đình ấy, quang quật cho nó đỡ bị hỏng, đúng không? Đó, và bộ mic này thì các bác đã biết rồi. Đấy, tay mic đây, côn mic đây. Và em cũng chưa vệ sinh, đây vẫn còn băng keo các bác nhá. Để nguyên cái số phòng để cho các bác biết là dòng này của nó là dòng hàng tháo phòng rồi. Thì đương nhiên chất lượng nó cũng khá là tốt. Và bây giờ thì em sẽ review qua cho các bác xem qua về cái nội thất của dòng micro với cái thương hiệu là Somax. Và hiện tại bây giờ là hãng Infer Audio nó đang mua bản quyền. Còn một số cái thì người ta đã bóc ra để dán cái thương hiệu của phòng hát vào thì các bác đã biết rồi. Hai jack Canon ở gần nhau và một cái jack layout này là jack giữa A cộng B nó ra các bác nhá. Và con này nó sử dụng hai anten hai bên. Đây các bác. Đấy, tất cả cái tần số này, mã số này. Đấy, mã vạch này, tem kiểm định này. Đây, và tem cảnh báo, con này nó làm cực kỳ là chất lượng. Và ở bên phía dưới thì tất cả nó đều có chân cao su để gọi là cách nhiệt. Đấy. Các bác nhìn qua cái mặt của nó là mặt nhôm phay nhưng mà sơn đen nhám. Mặt kính màu đen nhưng mà con này của nó lại bị vỡ một kính màn hình của các bác này. Đó, vỡ kính này, em tiện em tháo ra thì em cũng review cho các bác xem luôn cái nội thất. Đối với một số bộ micro mà nó, một là màn hình trên tay nó bị chấm. Đó các bác ạ. Một số bộ màn hình trên tay nó bị chấm và một số đầu nó bị nứt kính. Đây, màn hình trên tay chấm tí này. Đấy, nó xấu là em thanh lý luôn các bác nha. Một số bộ là đầu nó hơi nứt kính này, em sẽ thanh lý luôn cho anh em cả bộ hai tay chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, các bác có thể về đi làm show, làm sự kiện, làm đám cưới vẫn cứ ok. Đấy. Và đây cho các bác xem qua về cái nội thất của dòng micro với thương hiệu đây các bác này. SM868 các bác nhá. Bộ này của nó chính là bộ micro Somax. SM868 bản này của nó là bản V4.0. Đó, đây các bác biết là lý do tại sao nó lại là dòng SM868 của dòng Somax này. Đó. Các bác không tin thì các bác có thể search trên Google, search trên mạng thì hiện nay nếu mà để mà nói những cái dòng này của nó là hàng chính ngạch mà hàng hàng hãng thì nó có một cái giá rơi tầm khoảng từ 5 triệu rưỡi cho đến 7 triệu. Đấy, là một bộ micro như này. Và hiện tại bây giờ là hãng Somax nó vẫn đang có bán mới tại thị trường Việt Nam. Nó sử dụng hai hộp sóng như cái hai cái bao thuốc các bác ạ. Hai bao thuốc lá Vina và tất cả những linh kiện chở thì các bác nhìn qua các bác biết rằng là nó giống y hệt như bên mạch của dòng Zilacac, một thương hiệu đến từ đất nước Mỹ. Thì dòng Somax này cũng thế thôi. Nhưng mà tất cả công nghệ và cái dây chuyền hiện đại nhất hiện nay thì đã được chuyển sang thị trường bên Đài Loan và Trung Quốc, người ta sản xuất ở bên đó thôi. Đấy, bây giờ nó không còn đấy nữa. Tắt chu cái Zalo. Các bác yên tâm rằng là đây không phải là hàng chính hãng thì em Hiền xin phép cho luôn. Đấy, nội thất của nó cũng rất là đẹp. Hai hộp sóng rất là lớn các bác nhá. Đây các bác nhìn đây này. Con này không khác gì Zilacac đâu.
em Hiền bán hàng thì bao giờ cũng review cho các bác xem rất là cụ thể, rất là chi tiết và rõ ràng. Đấy, cho nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Quan trọng là ví dụ như hàng nào là hàng rẻ tiền thì em để cho anh em với giá rẻ tiền, hàng nào đắt tiền thì anh em để cho anh em giá đắt tiền. Đây mà đương nhiên là Cao Hiền là một trong những đơn vị đây hàng đầu về tất cả những dòng micro cũng như là thiết bị âm thanh, và đặc biệt là chuyên các loại micro sự kiện, micro gia đình, micro lắp phong. Cho nên là các bác yên tâm, em Hiền là một cái nôi của micro này, cho nên các bác không phải nghĩ ngợi. Còn ở đây thì tất cả những cái dòng micro này chỉ là những cái dòng micro em đóng lại sót dư đấy, chứ nó không phải là những cái mặt hàng của em nó nằm đây các bác nhá. Rồi mai kia thì lúc nào em rảnh rỗi em sẽ thanh lý hết cho các bác, mỗi thứ chỉ một bộ hai bộ thôi, không có nhiều đấy, cho nên là anh em hết sức thông cảm. Rồi và bây giờ thì em sẽ đi vào cái hạng mục chính luôn đấy, trước khi test tiếng của bộ micro này thì em sẽ giới thiệu sơ qua nhá. Đây là một bộ micro với cái thương hiệu là Showmax SK268. Đấy, con này của nó thì màn hình màu. Đấy, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì cái mặt bên trên của nó hơi xước sát một chút, nó không phải là cái vấn đề quan trọng, nhưng mặt đằng trước thì còn sạch sẽ. Đấy, và bộ micro này thì nó có cái chất lượng âm thanh cũng như là cái tính năng, thậm chí là nó còn nhỉnh hơn so với bộ micro 268 này, 868 này luôn. Đấy, nhưng mà có một bộ thì em không tháo cái nội thất ra. Đấy, tay chân của nó cũng gần như vậy. Thì em để cho anh em với cái giá thanh lý là 800.000 đồng. Đấy, 800.000 đồng, hai tay đều hát ok. Hai tay đều hát ok, và chỉ duy nhất có cái giọ này nó không vừa các bác này, thì em đã thay một cái giọ khác và em phải dùng băng keo để em độn lên. Đấy, bởi vì cái giọ này của nó là nó bị lủng, bị hỏng mất rồi. Đấy, thì em dùng băng keo để em độn lên, đúng không? À, để em vặn vào cho làm sao cho nó chắc, để đưa đến tay cho anh em làm sao là có một cái bộ micro mà nó sử dụng sạch sẽ. Bộ này em thanh lý cho anh em 800.000 đồng nha. Đó, và bộ micro này là bộ micro Sire, đẹp vô cùng các bạn. Nhưng mà khi vận chuyển về đến Việt Nam thì nó lại chỉ còn có một tay thôi, không biết nó lẫn đâu một tay ạ. Đấy, cho nên là em cũng thanh lý luôn cho anh em với cái giá là 600.000 đồng. Đấy, anh em ai nhanh tay thì chốt bộ micro này 600.000 đồng. Bộ micro Sire, mặt mũi không một vết xước, đẹp, đấy, chất lượng, và tay chân của nó thì zin 100%. Đấy, và tiếp theo em chỉ còn tầm khoảng mấy tay này để em làm chương trình may mắn trúng thưởng cho anh em. Đấy, nhưng mà hôm vừa rồi thì cũng rất tiếc là chưa có bác nào nhận được bộ micro này của em Hiền. Thì nhân tiện đây em sẽ bước ra cho anh em tầm khoảng 3 bộ micro hàng KTV chính hãng, tay thiết nhung rất là đẹp. Dòng này dây của nó là 5m các bác nhá, mic dây 5m, và với giá là 300.000 đồng thôi. Anh em ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Cao Hiền. Đấy, bộ này 300 nhá, bộ này 600 và bộ này 800. Còn ngoài ra thì tất cả những bộ micro hàng Showmax, đấy, tay màn hình nó bị chấm một xíu, đầu màn hình có thể là bị xấu, bị vỡ kính, hoặc là nó có thể là bị chấm, bị ố, nó xấu hơn một chút các bạn ạ. Thì em thanh lý cho anh em với giá là cứ 800.000 một bộ, hai tay, đầy đủ phụ kiện, bao ship. Đấy, còn nếu như mà khi mà em lát xong mà vẫn còn áo thì em vẫn cho anh em cả áo, kể cả bộ xấu cũng có áo luôn. Đó, các bác nhớ nhá. Đấy, bộ là xấu thì em để cho anh em với giá là 800.000 đồng. Đấy, ví dụ cái lưới, cái thứ nó không được đẹp lắm, không, nó không được chất lượng lắm, đúng không? Thì em để cho anh em với giá như vậy. Cho nên là rất nhiều các bác chúng ta hãy xem kỹ video để chúng ta biết được rằng bộ micro này thì bao nhiêu tiền. Rồi, em Hiền sẽ test tiếng cho anh em nghe thử nhá. Tiếng của dòng Showmax này thì tiếng nó đỉnh cao luôn. Đấy, rất là chất, rất êm và nó rất sáng, đặc biệt là cực kỳ là nhẹ. Alo, 6 7 7 7 8 9 10. Alo, 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7. Đấy, sóng của nó thì có thể là đạt lên tầm khoảng trên 100m ở không gian ngoài trời, còn ở không gian chặt thì có thể là lên tầm khoảng 70 cho đến 80m luôn. Đấy, rất tốt. Alo, 6 7 7 7. Em alo số 2 sẽ thể hiện cho các giải chung nhá, số 6 thể hiện cho các giải chép, và số 7 sẽ biểu hiện cho các giải bát. 2 2 2 6 6 6 6 6 7 7 7. Alo, 1 2. Đấy, mà đặc biệt là rất ít hú zip luôn anh em ạ. Ở trên tai mic là nó chỉ có một cái màn hình nho nhỏ giống như cái mic chuyên nghiệp ấy, bởi vì dòng này của nó bản chất nó cũng là mic chuyên nghiệp các bác nhá. Cho nên là anh em về đi làm show, làm sự kiện, hát gia đình vẫn cứ nét căng, bởi vì dòng này tiếng rất là nhẹ. Nó có một cái màn hình nhỏ nhỏ và nó có một cái nút bấm ở đây, nó hiển thị cái đèn ở đây này. Đấy, nói về hình thức thì thật sự bộ micro này nó không phải là nó quá mỹ miều, nhưng nói về chất âm thì em nói thật các bác, những cái dòng micro tầm khoảng 5 triệu, 7 triệu trở lên
Đấy, không có cửa để là đối thủ của nó luôn. Đấy, xét về hình thức thì nó bình thường các bác ạ. Đấy, nhưng mà xét về chất âm thì gần như là không phải đối thủ trong tầm tiền. Alo 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 6 7. Alo. Rồi ok, em sẽ dành thời gian và em sẽ nói lại nha. Đấy, tất cả những bộ micro mà tay chân nó còn sạch sẽ đấy, từ lưới từ dọ mà em sẽ cho anh em, thứ nhất là chống sốc, hai chống lăn, ba cả bộ áo em để cho anh em với giá là 1.300.000 đồng thôi, 1.350.000 đồng thôi. 1.350.000 đồng đối với bộ còn sạch sẽ còn đẹp. Còn một số bộ là khi trong quá trình vận chuyển nó chỉ nứt cái kính màn hình một xíu là không ảnh hưởng gì. Nếu như mà em không chỉ vào chắc chắn là các bác còn không nhìn thấy cơ. Đấy, hình thức nó hơi xấu. Đấy, tai mic thì có bên trên đầu thu có thể là hơi có chấm đen ở trên màn hình như này, nhưng mà sử dụng tất cả bình thường. Đấy, hai tay thì em để cho anh em với giá là 800.000 đồng. Bộ đẹp 1.350.000 đồng. Đấy, hai bộ này của nó là em để cho anh em với giá là 600.000 đồng. Bộ này của nó là 800.000 đồng. Mic này của nó là 300.000 đồng. Đó anh em ok. Ai xem video của Cao Hiền rất là lâu rồi, anh em có thể là dành cho em Hiền 3 giây. Đấy, hãy like video. Ai là người chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Và tới đây chắc hẳn rằng là kể cả những dòng mic đắt tiền, rẻ tiền cũng như là những dòng mic đẳng cấp nhất, đấy, khi em đã xả lũ một bộ thì em sẽ để anh em với giá cực kỳ tốt luôn. Cho nên là các bác cứ yên tâm rằng những bộ micro này sẽ là một những dòng micro hợp túi tiền nhất và các bác có thể sử dụng được với chất âm hay nhất, đúng không?